được sinh ra dành cho nghệ thuật. Ca hát và vũ đạo là sức mạnh để Hiếu kết nối với con người. Năng khiếu bẩm sinh của Hiếu là máu ca hát, máu nhảy và máu nghệ thuật. Nhưng để biến những máu đó thành thành công thì Hiếu đã phải nỗ lực, nghiêm túc, kỷ luật với bản thân, rèn luyện và không ngừng nghỉ theo đuổi nghệ thuật. And now I'm here. Hiếu đã trở về quê hương Việt Nam để phát triển tình yêu nghệ thuật của mình. Từ thời thơ ấu, bố mẹ đã truyền cho Hiếu rất nhiều cảm hứng về văn hóa nghệ thuật, cuộc sống và con người Việt Nam, khơi gợi trong Hiếu niềm tự hào về quê hương. Nghệ thuật cao quý nhất chính là làm cho con người hạnh phúc. Nghệ thuật là công cụ để Hiếu truyền tình yêu, năng lượng tích cực và cảm hứng đến con người. Với Hiếu, một tác phẩm vũ đạo hay là phải chạm đến trái tim của khán giả, khiến họ vỡ òa cảm xúc. Và điều đó có thể thực hiện được khi vũ công kể câu chuyện của mình qua những bước nhảy. Trọng Hiếu vinh dự là một đội trưởng của Street Dance Việt Nam, đây chính là nhảy đường phố. Qua chương trình, Hiếu muốn lôi ra cái hay ho nhất của các tuyển thủ và thúc đẩy họ vượt qua giới hạn của chính mình. Việt Nam cần nhìn thấy tài năng của các tuyển thủ Street Dance Việt Nam, đây chính là nhảy đường phố. Mục tiêu của Hiếu là dẫn dắt đội mình không chỉ chiến thắng ở Street Dance Việt Nam, mà còn chiến thắng chính bản thân mình. Hãy cứ ước mơ lớn và tin tưởng vào bản thân. Cause magic is everywhere. You need to believe it to see it. Những điều kỳ diệu có ở khắp mọi nơi. Bạn sẽ chạm vào chúng khi bạn có niềm tin.